Anh Việt. Cô là? Em là Yên, bên công ty truyền thông Hàm Yên, đang hợp tác với chị Lam ạ. Anh không biết em, nhưng em nghe chị Lam kể với anh suốt. Còn có cả ảnh của anh ở nhà chị ý nữa cơ. Vợ cũ của tôi hay mắc bệnh nói quá lắm. Cô mà nói 10 thì chỉ nên tin 3, 4 thôi. Đâu có quá đâu anh, còn không bằng một góc của sự thật. Em sang bên này cũng vì chuyện của công ty chị Lam. Hiện giờ em phụ trách toàn bộ gói truyền thông bên đó. Các mảng khác thì ngon lành hết cả rồi. Giờ đang định đầu tư thêm quảng cáo sản phẩm vào phim ạ. Có gì anh tư vấn thêm giúp em nhé. Ui, cái khoản vẽ mây vẽ gió đấy tôi không thạo đâu. Tôi là dân kỹ thuật mà. Chỉ cần anh nói với em bộ phim nào bên anh định đầu tư lớn, hứa hẹn sẽ hấp dẫn là được mà. Công tư mà lẫn lộn thế thì chết. Làm sao mà chết được anh. Đôi bên cũng có lợi. Anh đừng từ chối vội thế chứ. Tôi cứ biết thế đã. Dạ. Tôi có việc. À, anh ơi, căn hộ mới có ổn không anh? Hy vọng là anh chị sẽ thích ạ. Căn đó con bé nhà tôi đang ở, nó thích lắm. Hóa ra là cô giới thiệu à? Dạ. Cảm ơn cô nhé. Ơn huệ gì đâu anh. Cơ mà chị Lam cũng hơi khó tính thật. Em phải chọn gần một tháng trời mới được căn chị ý mong muốn đấy ạ. Thế mà xong xuôi hết cả rồi, phải ra tận nơi mới chịu chốt. Thế cô làm với Lam lâu chưa? Em làm với chị Lam cũng được gần nửa năm ạ. Thời gian tuy ngắn nhưng mà chắc chắn sẽ là đối tác suốt đời đấy ạ. Cảm ơn cô nhé. Dạ, em xin phép ạ. Nè, em bị điên hả? Không, anh tỉnh mà. Nhưng mà vợ anh không đồng ý em vào nhà anh đâu. Nhá, ngủ ngon nhá, bye bye. Nè. Ừ. Thế ngủ sớm đi nhá. Ừ, bye. Em làm với chị Lam cũng được gần nửa năm ạ. Thời gian tuy ngắn nhưng mà chắc chắn sẽ là đối tác suốt đời đấy ạ.